Thương tâm cảnh ba chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ sau vụ tai nạn giao thông. Có lẽ chẳng còn nỗi đau nào hơn cảnh ba chị em tuổi còn thơ dại, nhận tin dữ về cha mẹ. Thế là từ đây, ba chị em ấy phải nương tựa vào người bà hơn 80 tuổi và rồi cùng nhau đi tiếp với phận mồ côi. Vụ tai nạn thương tâm. Nhìn đoạn video chia sẻ về vụ tai nạn tại xã Nghĩa Tiến, Tê Ích Thái Hòa, Nghệ An khiến ai nấy cũng bàng hoàng, sửng sốt. Vợ chồng anh Trương Văn Quyết, sinh năm 1971. Nguyễn Thị Thân, sinh năm 1980, trú tại xóm, xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, khi đang chở nhau bằng xe gắn máy đi trên quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa thì bất ngờ bị một chiếc ô tô tông từ phía sau. Cú tông bất ngờ từ chiếc xe điên khiến hai vợ chồng bay văng ra xa cùng với chiếc xe. Hậu quả anh Quyết tử vong tại chỗ, chị Thân dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã không qua khỏi. Tại hiện trường là một khung cảnh hãi hùng khi chiếc xe ô tô điên gần như nát bét sau khi đâm vợ chồng, anh Quyết còn tiếp tục đâm va gây tai nạn rồi mới dừng lại. Nhìn cảnh ấy khiến ai cũng hãi hùng. Camera đã ghi rõ cảnh chiếc xe ô tô lao như điên, dù đường hẹp nhưng chạy vượt hết sức tốc độ, để rồi gây nên vụ tai nạn hết sức thảm thương khiến hai người tử vong và 5 người khác bị thương. Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời hoàn tất các thủ tục để bàn giao lại thi thể cho gia đình đưa hai vợ chồng xấu số về quê để chôn cất. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Chí Kiên, Chủ tịch UBD thị xã Thái Hòa, cho biết, sau khi vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, hết sức thương tâm xảy ra, lãnh đạo thị xã cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan. Phía công an khẩn trương vào cuộc vừa hỗ trợ tối đa cho gia đình nạn nhân trong hoạn này vừa là để xác định rõ nguyên nhân gây nên vụ tai nạn. Quá đau xót, thương tâm, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Được biết, trước khi gây tai nạn thì tài xế điều khiển chiếc xe đã không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông. Và rồi gây ra vụ việc kinh hoàng ấy, ông Kiên bày tỏ. Bà con thơ bỗng chốc mồ côi. Sáng nay, mùng 4 tháng 9, gia đình cũng như cấp ủy chính quyền xã Nghĩa Đức và bà con nhân dân đã phối hợp lo hậu sự cho hai vợ chồng anh Quyết, chị Thân. Nhìn hình ảnh ba đứa cho thơ ngồi quỳ trước linh cữu với người mẹ già đã cạn khô nước mắt, không ai kìm được những giọt nước mắt. Chẳng có nỗi đau thương nào hơn nữa, trong chốc lát, ba đứa trẻ trở thành mồ côi, nương tựa vào người bà đã hơn 80 tuổi. Rồi đây cuộc sống sẽ không biết khốn khó đến nhường nào, nỗi đau thương này bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí các em. Vợ chồng anh Quyết hoàn cảnh gia đình cũng không có gì lấy làm dư giả. Anh Quyết là lao động tự do, vừa làm việc gần nhà vừa chăm lo cho người mẹ già và ba con nhỏ. Chị Thân thường đi làm ăn xa nhà, trước ngày chị gặp nạn cùng chồng cũng là lúc chị chuẩn bị tư trang quay lại công ty ở Hải Phòng để tiếp tục làm việc. Thế nhưng, bỗng chốc cuộc đời chị đã dừng lại, từ đây chị không còn cảnh tha phương cầu thực gian truân nữa. Chị đã vĩnh viễn rời xa những đứa con thơ mà chưa kịp chào từ biệt, một cái ôm con nhẹ nhàng vào lòng trước khi âm dương cách biệt. Kể năm học mới, cận kề ngày khai giảng chỉ còn 2 hôm, cả ba chị em Trương Thị Quyên, lớp 11, Trương Thị Quỳnh, lớp 7 và em nhỏ Trương Văn Quyết, lớp 5 đã không còn được bàn tay ấm áp. Sự chuẩn bị tươm tất của cả cha lẫn mẹ để đến trường trong ngày khai giảng. Nhìn những ánh mắt thơ dại của ba chị em bên lĩnh cựu cha, mẹ khiến ai cũng rơi nước mắt. Thương cho ba cháu, trong chốc lát, tai nạn giao thông đã cướp đi người cha, người mẹ yêu thương con cái hết mực vì cuộc sống luôn tất bật mưu sinh, chẳng quản khó khăn, gian nan. Còn cha, còn mẹ thì còn được che chở, hỗ trợ, chăm lo cho bữa ăn, quyển sách, quần áo giờ này trở đi thì các em sẽ phải tự dựa vào bản thân, dựa vào sự tương trợ nhau của cả ba chị em. Thật sự xót xa, đau đớn, hoàn cảnh gia đình anh Quyết, chị Thân thì cũng bình thường, chăm chỉ làm ăn, các cháu chăm ngoan cả. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của cả hai vợ chồng, nay các cháu sống cảnh mồ côi, nương tựa nhau và nương tựa người bà đã hơn 80 tuổi. Khổ thân các cháu quá, nỗi đau này biết bao giờ nguôi ngoai. Chính quyền cũng như bà con hàng xóm đang tích cực kêu gọi hỗ trợ cho các cháu về mặt vật chất, động viên tinh thần cho các cháu, chỉ mong sẽ có những cánh tay, mạnh thường quân hỗ trợ lớn cho các cháu để cuộc đời rồi đây bớt khổ, bớt gian truân, ông Cao Chí Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đức Bùi Ngùi nói. Ông Khởi cũng cho biết thêm, sau khi vụ việc thương tâm xảy ra thì Ban An toàn Giao thông tỉnh, huyện cũng như các ban ngành đã đến thăm hỏi và chia sẻ với gia đình các cháu. Chính quyền hiện cũng đang tích cực kêu gọi con em xa quê có điều kiện kinh tế hỗ trợ các cháu phần nào, chia sẻ nỗi đau với các cháu và gia đình.